Cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng là ngã tư Sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Số điện thoại 0988 628 901. Số điện thoại có sử dụng Zalo, bên em có ship toàn quốc. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một lô lam Latin đầu trượt, gồm tất cả các dòng máy cưa, xích, đó, bầu to, bầu nhỏ có hết nha mọi người. Thì đây là em sẽ giới thiệu và quý khách hàng nào đặt mua cây nào thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em. Và đây là gồm có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 cây. Gồm có 17 cây lam nha mọi người. Từ phía bên từ chữ Sindaway này trở lùi về là giá rẻ, giá dưới 350 nha mọi người. Đó, và từ cái hướng từ lam Zenot này trở lên là giá từ 450 trở lên nha mọi người. Đó, thì em sẽ giới thiệu từng con cho chi tiết cho quý khách hàng xem. Đây là đầu tiên là con Spaza. Đây là hàng sản xuất mới, hai con đầu tiên sản xuất mới đó, mà được giảm giá là giá 200.000 đồng đó. Chưa sử dụng qua bao nhiêu nhá. Lam này sử dụng lam 40, đây là lam 40 nha mọi người, lam Spaza. Lưu ý nha, lam này lam được sản xuất mới và đã là lam cũ và còn ngon nghẻ đó, giá 200.000 đồng. Đây là lam Vonga sản xuất mới luôn, 200.000 đồng. Và đây là những cái lam bãi, lam này thì giá chỉ có 280.000 đồng nha mọi người. Đây, lam này thì ưu điểm của nó bị khuyết một nhẹ nhẹ ở đây này, nó khuyết nhẹ ở bầu lam nên là giá rẻ nha mọi người. Đầu lam Latin còn rất là đẹp nên là cứ yên tâm, và nó chỉ bị khuyết nhẹ ở đây nên là giá nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Và con này giá 300.000. Con số 4 nha, đây là con số 4, giá 300.000. Đó, đây, con số 4 giá 300.000, chỉ hơi khuyết nhẹ một xíu nhá, đỡ hơn con số 3. Và đây là con số 5. Con số 5 thì đầu nhỏ, đầu có tỏa nhiệt nha mọi người. Nó giá 350.000 nhá. Đó, đầu nhọn này. Lam Latin thì đây mọi người, để em lột cái phần lớp dính mặt cưa này. Đó, mọi người thấy nhìn Latin này. Còn khá là đẹp nhá. Giá 350.000 con số 5. Và đây là con số 6. Con này của Komatsu. Đó. Đây, con này đầu nhọn này, Latin dày đặc luôn. Giá 350.000 luôn nha mọi người. Đó. Thì anh em đã đọc từng cây như thế này, thì anh em nào chốt cây nào thì cứ liên hệ trực tiếp qua em nhé. Đây là cây số 7. Cây số 7 lam 40 nha mọi người. Có đầu tản nhiệt này. Đó, lam bầu nhọn. Giá 350.000 nhé. Đó, 350.000. Và đây là cây số 8, đây là bầu lớn chân hàng G hoặc Sindaway, anh em có thể ráp vào những cái dạng mà máy tầm trung này, đó, bầu lớn. Đó, giá 350.000 nha. Còn khá là đẹp. Đó. Đây là cây đây cây lam của thằng Echo. Lam này lam Echo này nha mọi người. Đó, bầu có tỏa nhiệt nha. Đó, đầu là lam đuôi lớn. Đây là cây số 11 này. À, cây số 9 này. Đó, đầu lớn có tỏa nhiệt 350.000 một cây. Và đây là mẫu lam mới. Đó, lam lậu bãi Nhật này nha mọi người. Đó, lam này thì lam Sinoway giá 330.000, lam Zenot độ dài 50 giá là 430.000 nha mọi người. Sindaway 14 in, lam sử dụng lam 40. Đó, hàng lậu bãi Nhật. Đó, thì thằng này là giá 330.000. Còn đây là lam 430.000. Đó. Đây. Còn đây là lam Echo. Lam Echo bầu đẹp. Đó. Đầu lớn có lỗ tản nhiệt. Lam này 400.000 nha mọi người. Đó. Còn đây là lam Sindaway. Lam Sindaway độ dài 50. Đó, giá của em này là 450.000. Sindaway bầu lớn đáp vào những cái máy tầm trung sử dụng lam dài. Và đây là lam Sindaway luôn, bầu nhọn. Đó, lam mọi người thấy lam bầu ha. Bầu nhọn giá 450.000 nhé. Còn đây cũng là lam Sindaway. Đó, lam này đáp vào những cái máy Sindaway 393, 395 rất là đẹp nhé. Đó, độ dài 50. Cây này 500.000, cây Singu 500.000. Đó, đây, lam Singu có đầu tỏa nhiệt còn đẹp xuất sắc. Đó. Chưa sử dụng qua, giá 500.000 nha mọi người. Và đây là lam bầu Echo, lam 50 bầu Echo.
À, cái này em nói lộn này, 555 này. Độ dài 5 năm nha, bầu ECHO. Đó. Này, đầu có tỏa nhiệt. Nam này dường như chưa sử dụng qua bao nhiêu. Giá 500 ngàn nha mọi người. Thì đây là tất cả các dòng mẫu lam, gồm có dòng đủ tất cả các loại máy làm bãi luôn nha mọi người. À, em sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một cây này nữa. Đây. Đi kèm sẽ có hai con này nữa. Một em máy làm đuôi Nhật và ráp vào những dòng máy cái cưa như Husqvarna 365 nha mọi người. Cây này 600 ngàn. Đó. Cây này có đầu tỏa nhiệt, đầu bầu lớn nha mọi người. Ráp vào những cái máy lớn như Husqvarna hoặc là những cây ECHO lớn. Đó, đầu Latin còn khá là đẹp. Đây. Và cây này là đuôi Estin. Đuôi Estin lớn dành cho tất cả các anh em xài cưa lớn, cưa lốc lớn như Estin 041 hay là Estin cái dòng máy cưa lốc lốc lớn. Đó. Đây. Estin. Cây này giá 700 ngàn nha mọi người. Đó. Đây. Đây là những cái mẫu lam em đưa ra cho tất cả các quý khách hàng tham khảo, từ giá từ Sindaway này trở lên là giá từ trên 400 ngàn nha mọi người. Đó, đây là tất cả các mẫu lam. Quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu lam nào thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em. Các giá em đã đưa ra là đã là hợp lý nhất rồi. Đó, nên là tùy theo túi tiền của người sử dụng. Đó, ví dụ như 350 thì sẽ có mặt hàng của 350 và 200 cũng có mặt hàng của 200. Thì anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em nhé.